Nhà trong ngõ hay là chung cư? Chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh bất động sản của Phượng DT. Và trong hôm nay Phượng sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình về cái việc lựa chọn là nhà ở trong ngõ hay là chung cư. Và thực tế thì đây chắc hẳn cũng là băn khoăn của rất nhiều người, đặc biệt là những người mà mua căn nhà đầu tiên, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay hẹn mọi người cùng em theo dõi video này để xem là quan điểm và những phân tích về những ưu và nhược điểm của nhà trong ngõ và chung cư như thế nào nhé. Thứ nhất, về nhà trong ngõ thì về cái ưu điểm thì thực tế thì nhà trong ngõ theo cái tâm lý và cái quan niệm của đa số cái cô bác, những cái anh chị ở thế hệ trước thì mọi người sẽ nghĩ nhà trong ngõ nó sẽ là một tài sản, đúng không ạ? Và một tài sản đó thì nó có khả năng sẽ sinh lời và nó sẽ là gọi là sở hữu vĩnh viễn và gần như là sẽ không bị, nó sẽ là một cái tài sản có thể để lại cho con cháu. Thứ hai nữa, nó có ưu điểm đó chính là sẽ không phải đóng những cái phí dịch vụ hàng tháng, đúng không ạ? Và thứ ba, nó chính là cái tài sản của mình, nhà của mình thì mình sẽ không bị, sẽ được tự do này, sẽ không bị quản lý bởi bất kỳ đơn vị nào cả. Gần như đó là như vậy, và đó sẽ là những cái mà em đang cảm thấy nó là ưu điểm của nhà trong ngõ. Nhưng bên cạnh đó thì nhà trong ngõ theo em thấy thì nó lại có cực kỳ nhiều những cái nhược điểm, mà cảm thấy là nhược điểm này nó còn nhiều hơn cả những cái ưu điểm. Nhược điểm thứ nhất là gần như là nhà trong ngõ thì với cái tầm tài chính để mà so sánh với chung cư ấy, thì sẽ trong khoảng là từ 2 đến 5 tỷ đấy, thì cái việc cái nhà trong ngõ chúng ta đa số là sẽ không lựa chọn được cái những cái ngõ mà ô tô có thể đi vào tận nơi, và chúng ta sẽ phải ở trong ngõ khá là cách xa mặt đường lớn, không ô tô không vào được tận nơi, và đặc biệt là khi mà chẳng hạn như là có cấp cứu này cũng không vào được tận nơi, hoặc là xe cộ mà mưa gió chúng ta phải gửi xe ở bên xa bên ngoài, gọi taxi chúng ta cũng phải đi ra ngoài, thì đây cũng là một cái nhược điểm khá là lớn. Thứ hai nữa là nhà trong ngõ nếu mà với cái tầm tài chính vài tỷ như vậy thì chúng ta sẽ không mua được căn thực sự là rộng, mà nó sẽ là dạng nhà ống thôi, và cái điều kiện ở nó cũng có thể là sẽ là ẩm thấp, cũng như là chúng ta nếu mà gia đình mà có người lớn tuổi chẳng hạn ấy, thì sẽ, hoặc là bản thân chúng ta cũng vậy thôi, để mà phơi phóng các thứ thì chúng ta sẽ phải leo tầng rất là nhiều, đúng không ạ? Nó sẽ không phải là trên một mặt phẳng như chung cư, mà chúng ta sẽ có thể phải leo thậm chí là tầng 3, tầng 4, tầng 5 để phơi phóng chẳng hạn, thì đây cũng là một cái cũng khá là hạn chế. Tiếp theo nữa là cái thường thì cái điều kiện nó cũng ẩm thấp, và nhà mặt đất thì nó sẽ bị bụi bặm hơn, cũng như là ảnh hưởng bởi hàng xóm, hoặc là những trong ngõ có rất nhiều ngõ là cái việc vệ sinh cũng không được đảm bảo lắm, với cái việc mà mọi người đổ rác cũng khá là bừa bãi, nó dẫn đến là cũng khá là mất vệ sinh và ồn ào bởi hàng xóm xung quanh. Bởi vì là cũng gần như là sẽ không có một cái luật nào cả, chúng ta cũng chỉ là nhắc nhở hàng xóm với nhau thôi, chứ nó cũng không có luật để có thể nhờ bên ban quản lý can thiệp. Khi mà chúng ta ở trong ngõ nhỏ thì cái điều kiện sống là đi lại này, tắc đường, ngập lụt này, và đặc biệt là ở Hà Nội và những cái thành phố lớn ấy, cái việc ngập lụt xảy ra rất nhiều ở những cái con phố, do vậy là những cái nhà mặt ngõ ở trong ngõ sâu là cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái ngập lụt này, và cái này nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe và điều kiện sống rất là nhiều. Và một cái nữa chắc chắn là nhà trong ngõ là không được như ở chung cư, đó là nó sẽ không có được cái tiện ích đồng bộ, không có được rất là nhiều những cái tiện ích của các bên chủ đầu tư, các dự án mang lại cho chung cư. Thì vừa rồi là em thấy đó là những cái nhược điểm của nhà trong ngõ mà em kể ra, thì không biết là cô chú anh chị có đồng tình với cái quan điểm này không ạ? Tiếp theo thì đến cái phần thứ hai, đó chính là em sẽ chia sẻ về chung cư. Về chung cư tất nhiên nó cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm. Đầu tiên em sẽ kể đến ưu điểm. Ưu điểm của chung cư là gì? Thì nó sẽ được đầu tư bởi những các chủ đầu tư, các nhà đầu tư, và tất nhiên là gắn liền với bất kỳ chung cư nào nó cũng sẽ có những cái tiện ích đi kèm, vì có thể những cái chung cư cao cấp và những cái chủ đầu tư lớn thì sẽ có rất là nhiều tiện ích, và đặc biệt là những cái khu đô thị thì sẽ có những cái tiện ích đồng bộ. Thì ở chung cư nó sẽ có những cái tiện ích, kể cả ít hay nhiều thì cũng đều có những cái tiện ích, ít nhất là ví dụ như mọi người có cái không gian ở bên dưới, chúng ta có thể đi dạo, hoặc là những cái tiện ích lớn nhiều hơn như là bể bơi này, các cái khu tập gym này, vui chơi giải trí, những cái sinh hoạt cộng đồng, rất nhiều những cái điều kiện khác, đấy gọi là những cái tiện ích nội khu của cái dự án đó. Gần như là ở chung cư thì chúng ta sẽ tránh được những cái mà ở nhà trong ngõ gặp phải, đó chính là cái lối vào, những cái đường vào của chung cư rất là thoáng đáng, ít khi bị tắc đường. Chúng ta để xe riêng rẽ ở cái khu vực nhà để xe hay là ở tầng hầm thì trong cái mặt bằng, trong cái nhà của chúng ta nó sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi xe cộ cả, nó rất là sạch sẽ, gọn gàng. Cũng như là cái mà như em có chia sẻ ở nhà trong phố, nhà trong ngõ là chúng ta sẽ phải leo nhiều tầng để mà có thể lên các tầng trên để phơi phóng, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta tất cả ở trong một mặt phẳng thôi, việc chúng ta
vệ sinh, dọn dẹp hay như là sinh hoạt nó cũng tiện hơn. Và đặc biệt là ở nhà chung cư thì tất cả là trên một mặt bằng, nó sẽ là thể hiện, tức là cái gắn kết gia đình có thể nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều hơn, bởi vì là trong cùng mặt bằng thôi, các cái phòng ngủ, các cái phòng khách hay các phòng tiện ích đa năng nó đều là ở trên một mặt bằng, như vậy là chúng ta sẽ có cái sự gắn kết hơn. Nếu như ở nhà trong ngõ thì gần như là có rất nhiều gia đình là ăn cơm xong là mỗi con ở một tầng, mỗi bố mẹ ở một nơi, là gần như là ít có sự tương tác và gắn kết với nhau. Thì em nghĩ đây về là cái một cái cũng khá là tốt cho với những cái gia đình mà cần để mà cải thiện cái sự gắn kết. Cũng tiếp theo nữa đó là ở nhà chung cư thì chúng ta sẽ được bảo vệ an ninh, có an ninh, có bảo vệ rõ ràng, có bên ban quản lý, có bất kỳ vấn đề gì chúng ta đều có thể complain và sẽ có những cái rule của bên ban quản lý cũng như là ban quản trị tòa nhà rồi. Nên là những cái việc mà ồn ào vệ sinh hay rác thì tất nhiên là nó cũng có, nhưng mà nó sẽ được có cái luật và cũng có những cái bên đứng ra để giải quyết những cái việc đấy cho chúng ta. Bên cạnh những cái ưu điểm của chung cư như vậy thì nó cũng có một số những cái nhược điểm. Thứ nhất là chúng ta sẽ được một bên khác quản lý, thì cũng là cái ưu điểm nhưng cũng có thể là nhược điểm đối với một số người, là cảm thấy là chúng ta phải tuân theo những cái quy định đặt ra thì cũng có thể là sẽ không thoải mái. Hoặc như là chung cư thì chúng ta sẽ phải tốn cái phí dịch vụ hàng tháng, tùy cái chung cư, tùy cái loại hình chung cư mà cái phí dịch vụ như thế nào, nhưng mà thông thường là sẽ khoảng từ 3.000 đến 20.000 một mét vuông, và như vậy thì có thể là nó sẽ phát sinh thêm một khoản phí hàng tháng. Có thể là ở chung cư thì cái khả năng có thể thôi ạ, cái khả năng mà cháy nổ cao hơn, bởi vì chung cư là rất nhiều nhà thì cái lượng mọi người sinh hoạt ở trong cùng một tòa nhà nó nhiều hơn thì cái nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ cao hơn, và đặc biệt là chúng ta ở tầng cao thì có thể một số người cũng sợ cái vấn đề này, đúng không ạ? Tuy nhiên thì gần như là đại đa số các chung cư đều có những cái hệ thống phòng cháy chữa cháy rất là đảm bảo, nhưng mà nó sẽ phải tùy thuộc vào cái việc cháy nổ, nó sẽ phụ thuộc cao nhất vào những cái ý thức sinh sống của người dân. Và có thể có một nhược điểm nữa, đó là ở chung cư thì mọi người nghĩ là nó sẽ là một tiêu sản và nó sẽ tăng giá ít hơn nhà trong ngõ. Nó cũng đúng, và nó sẽ đúng với một số ít thôi, chứ gần như hiện nay thì các chung cư, đặc biệt là trong nội thành Hà Nội, đều giá cũng tăng rất là tốt. Thì cái này thì cũng không thể nói là, cũng không hẳn là ưu điểm, cũng không hẳn là nhược điểm, mà nó cũng sẽ tùy vào cái khu vực và những cái chung cư mà chúng ta sẽ lựa chọn, cũng như là cái loại chúng ta lựa chọn là thuộc cái dự án nào của cái chủ đầu tư nào, thì cái việc tăng giá hay là bị mất giá nó sẽ phụ thuộc vào cái chính cái căn hộ của chúng ta. Vừa rồi nó chính là cái quan điểm cá nhân của em về đưa ra phân tích so sánh về nhà trong ngõ và chung cư. Và thực ra là theo cá nhân em thì em vẫn sẽ thích ở chung cư hơn, vì những cái nhu cầu cũng như là cái sở thích của em nó sẽ phù hợp với chung cư. Và em nghĩ rằng ở trong những cái thành phố lớn thì chung cư, sống ở chung cư nó cũng sẽ là xu thế. Và đặc biệt là mọi người sẽ phải đặt ra cho mình cái phân biệt thực sự là rõ ràng, là chúng ta mua căn nhà để ở hay mua căn nhà để đầu tư. Và nếu mà chúng ta đã xác định là căn nhà để ở thì chúng ta sẽ phải đặt ra cái việc cái hưởng thụ, những cái tiện ích, những cái nhu cầu của chúng ta là cái hàng đầu, chứ không phải là chúng ta sẽ phải đưa cái yêu cầu, cái tính toán là cái khả năng tăng giá, giữ giá của nó nhiều hơn, mà cái đấy sẽ phải đặt sau những cái nhu cầu. Vì chúng ta thực sự là chúng ta lao động, chúng ta kiếm tiền và chúng ta ở để chúng ta phải hưởng thụ và tận hưởng cuộc sống, chứ không phải là chúng ta sẽ chấp nhận hy sinh tất cả những cái nhu cầu cơ bản để mà lựa chọn một căn hộ mà chúng ta nghĩ là sau này nó sẽ có tiềm năng tăng giá. Thì đó là quan điểm của cá nhân em thôi, tức là quan điểm em sẽ đặt cái điều kiện sống của mình lên hàng đầu. Còn tất nhiên là nếu chúng ta đã lựa chọn căn hộ để đầu tư, chỉ để đầu tư không riêng để ở, thì chúng ta sẽ ưu tiên về mặt tài chính là cái tiềm năng của nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ nên phân biệt rõ là nhà để ở hay nhà để đầu tư, thì như vậy thì em nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Và cũng là chia sẻ của quan điểm cả cá nhân em thôi. Nếu mà cô chú anh chị có những cái chia sẻ thêm, những cái comment hay những cái phản hồi nào khác thì cô chú anh chị hãy để lại comment ở dưới nhé, để em cũng có thể cập nhật thêm và cùng trao đổi thêm về những cái loại hình này ạ. Và em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video. Cô chú anh chị hãy cùng để lại comment cũng như là like và đăng ký kênh của em để cập nhật thêm thật nhiều thông tin cũng như là nhiều những cái quan điểm cá nhân khác nữa ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo.